Xin chào tất cả các bạn học sinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau học tiếp bài tiếp theo trong chương trình lớp 7 môn giáo dục công dân. Và bài tiếp theo của chúng ta được mang tên là xây dựng gia đình văn hóa. Ở bài này thì chúng ta sẽ học với nhau 3 phần. Đầu tiên là truyện đọc. Thứ hai, nội dung bài học. Và cuối cùng là phần bài tập. Bây giờ thì cô và các bạn sẽ đi vào phần truyện đọc. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu chuyện Một gia đình văn hóa. Và các bạn cùng lắng nghe cô đọc truyện nhé. Hoặc là các bạn có thể theo dõi ở trong sách giáo khoa của mình. Một gia đình văn hóa. Cô Hòa là một y tá có dáng người nhỏ nhắn và gương mặt dễ mến. Nhiều năm qua, cô đã cùng chồng con nỗ lực phấn đấu xây dựng gia đình mình trở thành một gia đình văn hóa tiêu biểu. Ai đến thăm ngôi nhà xinh xắn của cô cũng thấy đó là một gia đình hạnh phúc. Chồng cô là bác sĩ, đang công tác tại trung tâm y tế huyện nhà. Cô chú có một con trai đang học lớp 6. Là một phụ nữ đảm đang, cô vừa hoàn thành tốt công việc ở cơ quan, vừa quán xuyến việc nhà, chăm sóc, nuôi dạy con chu đáo. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, cô chú lo tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, trồng mía và rau quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ngôi nhà nhỏ bé gia đình cô đang sống chính là kết quả công sức lao động và tiết kiệm của cô chú trong nhiều năm qua. Trong gia đình cô, mọi người luôn chia sẻ, giúp đỡ nhau mọi việc. Bạn Tú, con trai của cô chú tuy còn nhỏ nhưng đã biết giúp đỡ cha mẹ nhiều việc như là dọn dẹp nhà cửa, cắt cỏ cho bò, chăm sóc cây trồng. Trong nhà cô, đồ đạc được xếp đặt gọn gàng, đẹp nhất. Mọi sinh hoạt của gia đình đều có giờ giấc nhất định. Ai cũng chăm lo hoàn thiện công việc của mình. Không khí gia đình luôn đầm ấm, vui vẻ. Bữa cơm chiều là lúc mọi người quây quần, chia sẻ với nhau những điều vui buồn sau một ngày lao động, học tập. Buổi tối, người nào việc ấy, cô chú đọc sách báo hoặc trao đổi công việc chuyên môn. Bạn Tú ngồi vào góc học tập của mình. Cô chú luôn là tấm gương sáng cho con và chú ý rèn luyện cho con những thói quen tốt. Vì vậy, Tú luôn là một học sinh chăm ngoan. 5 năm liền, bạn đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô chú đều được công nhận là chiến sĩ thi đua của tỉnh nhiều năm. Gia đình cô Hòa còn tích cực đóng góp xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Cô chú đã gương mẫu, đi đầu và vận động bà con thường xuyên làm vệ sinh môi trường và chống tệ nạn xã hội. Cô chú luôn quan tâm giúp đỡ bà con lối xóm. Ai ốm đau, bệnh tật tìm đến nhà cũng được cô chú tận tình giúp đỡ. Sự phấn đấu của mọi thành viên sẽ góp phần xây dựng gia đình văn hóa. Phỏng theo Đào Khải, bản tin số 4/2001 của Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, Bộ Văn hóa Thông tin. Và đây chính là câu chuyện Một gia đình văn hóa. Và qua câu chuyện này thì chúng ta sẽ có một vài câu hỏi. Và cô cần các bạn trả lời những câu hỏi này giúp cô nha. Câu đầu tiên. Em có nhận xét gì về nếp sống của gia đình cô Hòa? Câu thứ hai. Mọi thành viên trong gia đình cô Hòa đã làm gì để xây dựng gia đình mình thành gia đình văn hóa? Câu thứ ba. Theo em, thế nào là gia đình văn hóa? Và câu thứ tư, để xây dựng gia đình văn hóa, mỗi người trong gia đình cần phải làm gì? Và cô sẽ dành cho các bạn thời gian là 5 phút. Các bạn sẽ suy nghĩ và ghi câu trả lời của mình ra giấy nha các bạn.
Bây giờ thì cô và các bạn sẽ cùng tìm đáp án cho những câu trả lời này nha các bạn. Với câu hỏi đầu tiên, em có nhận xét gì về nếp sống của gia đình cô Hòa? Trả lời, gia đình cô Hòa là gia đình có nếp sống, nề nếp, một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Mọi người trong gia đình yêu thương nhau và thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm của mình. Và cô sẽ dành cho bạn một ít phút, các bạn hãy điều chỉnh câu trả lời của mình sao cho phù hợp với đáp án nha các bạn. Sang đến câu hỏi thứ hai, mọi thành viên trong gia đình cô Hòa đã làm gì để xây dựng gia đình mình thành gia đình văn hóa? Trả lời, cô Hòa, đối với cô Hòa thì cô vừa hoàn thành công tác ở cơ quan, vừa quán xuyến nhà, việc nhà, chăm sóc nuôi dạy con chu đáo. Còn đối với cả hai vợ chồng cô Hòa thì cả hai đều tăng gia sản xuất, chăn nuôi, cải thiện đời sống. Còn ở bạn Tú thì Tú là một người rất là chăm học, giúp cha mẹ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây trồng, cắt cỏ cho bò. Mọi người thì luôn chia sẻ giúp đỡ nhau trong công việc và gia đình đầm ấm vui vẻ. Gia đình cô chú còn tích cực xây dựng nếp sống ở trong khu dân cư nơi mà mình ở nữa, vận động bà con làm vệ sinh môi trường hoặc là chống các tệ nạn xã hội. Và cũng sẽ dành cho các bạn một ít phút để các bạn điều chỉnh câu trả lời của mình sao cho phù hợp với đáp án nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sang tiếp đến câu hỏi thứ ba. Theo em, thế nào là gia đình văn hóa? Trả lời, gia đình văn hóa là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân. Và dành cho các bạn một ít phút để các bạn điều chỉnh câu trả lời của mình nha các bạn.
sang đến câu hỏi cuối cùng. Để xây dựng gia đình văn hóa, mỗi người trong gia đình cần làm gì? Đầu tiên là phải kính trên nhường dưới. Con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo, không khí gia đình đầm ấm, hòa thuận. Mọi thành viên trong gia đình có nhu cầu, sở thích, văn hóa lành mạnh, tích cực học tập, không sa vào các tệ nạn xã hội, không sử dụng văn hóa phẩm độc hại, thấp kém. Và đây chính là câu trả lời cho câu hỏi thứ tư, và cô cũng dành cho các bạn một phút. Các bạn hãy xem lại câu trả lời của mình, sau đó điều chỉnh lại cho hợp lý nha các bạn. Và bây giờ thì cùng nhau xem tiếp đến phần thứ hai là phần nội dung bài học. Và ở phần này chúng ta sẽ có những mục như sau. Đầu tiên, khái niệm. Thứ hai, biểu hiện. Thứ ba, ý nghĩa. Và cuối cùng là rèn luyện. Và hồi nãy thì chúng ta đã có nêu cái khái niệm ở cái phần truyện đọc rồi. Bây giờ thì cô sẽ dành cho các bạn 30 giây, các bạn sẽ xem lại cái phần khái niệm đó. Và một tí nữa chúng ta sẽ đi nói cụ thể hơn về cái khái niệm gia đình văn hóa nha các bạn. Chúng ta sẽ đi vào phần khái niệm gia đình văn hóa là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân. Và với cái khái niệm này thì chúng ta sẽ có những biểu hiện như sau. Đầu tiên, thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm của mình với gia đình. Thứ hai, sống giản dị. Thứ ba, không ham những thú vui thiếu lành mạnh. Thứ tư, không sa vào tệ nạn xã hội, vân vân. Và còn có rất là nhiều cái biểu hiện khác nữa. Và đây cô cũng chỉ gợi ý cho các bạn một số cái biểu hiện để mình hình dung được là như thế nào là xây dựng một gia đình văn hóa, và cũng là một cái gợi ý để cho các bạn áp dụng vào thực tế, vào cuộc sống của mình, để mình có thể xây dựng cái gia đình mình trở thành một gia đình văn hóa. Và qua những cái khái niệm này, qua những cái biểu hiện này thì chúng ta sẽ được biết thêm ý nghĩa của việc xây dựng gia đình mình trở thành một gia đình văn hóa là như thế nào nha các bạn. Gia đình thật sự là tổ ấm nuôi dưỡng, giáo dục mỗi con người. Gia đình có bình yên thì xã hội mới ổn định. Xây dựng gia đình văn hóa là góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ. Và các bạn cũng biết là mỗi gia đình chính là một tế bào của xã hội. Vậy thì một gia đình thật sự hạnh phúc, thật sự tốt thì mới tạo ra một xã hội tốt đẹp được, đúng không các bạn? Và bây giờ thì cô sẽ dành cho các bạn 2 phút. Các bạn hãy giúp cô liệt kê ra những hành động, những việc làm của mình mà mình có thể làm được để góp phần xây dựng gia đình mình trở thành một gia đình văn hóa, là học sinh, là đang ngồi ở hàng ghế nhà trường, thì các bạn sẽ làm những gì để mình có thể giúp đỡ
góp phần cùng ba mẹ của mình để xây dựng gia đình mình trở thành một gia đình văn hóa nha các bạn. Dành cho các bạn 2 phút, các bạn hãy suy nghĩ và ghi câu trả lời của mình ra giấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem gợi ý về những hành động mà các bạn học sinh có thể làm để góp phần cùng với ba mẹ của mình, cùng với những người thân trong gia đình của mình, xây dựng gia đình mình trở thành một gia đình văn hóa nha các bạn. Đầu tiên, chăm ngoan học giỏi. Đây chính là một cái việc mà cô nghĩ rằng là ai cũng có thể làm được. Và ai cũng biết là mình cần phải làm cái điều này, bởi vì khi còn đang ở lứa tuổi học sinh thì nhiệm vụ chính của mình là việc học, đúng không các bạn? Và mình phải cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính của mình là học tập thật là tốt. Ngoài ra mình còn phải chăm ngoan nghe lời người lớn, nghe lời thầy cô, ba mẹ của mình hoặc là những người lớn ở trong gia đình của mình. Kính trọng giúp đỡ ông bà, cha mẹ. Đây là một cách để mình thể hiện cái sự hiếu thảo của mình đối với người lớn ở trong gia đình. Thương yêu anh chị em. Không đua đòi ăn chơi. Không làm điều gì tổn hại đến danh dự gia đình. Khi mà mình làm cái việc gì đó thì mình hãy nghĩ đến những người xung quanh của mình, xem là mình có ảnh hưởng xấu đến họ hay không, có ảnh hưởng tiêu cực đến họ hay không. Rồi, đây chính là những cái gợi ý, những cái gợi ý việc làm dành cho các bạn, những cái hành động mà các bạn có thể áp dụng vào để xây dựng gia đình mình trở thành một gia đình văn hóa. Và cô nghĩ rằng là nếu mà mình muốn gia đình mình trở thành một gia đình văn hóa thì chỉ ba mẹ mình hoặc là chỉ có người lớn mình làm thì không được, mà cũng phải nhờ những cái công sức, những cái góp sức của các bạn vào thì mới thành công ha các bạn. Và đây chính là toàn bộ nội dung mà bài trong bài học cô muốn đề cập đến với các bạn. Thì trước khi kết thúc tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sơ lược lại một lần nữa những kiến thức mà nãy giờ chúng ta được học trong bài xây dựng gia đình văn hóa nha các bạn. Và bài của chúng ta gồm có 4 phần. Đầu tiên, khái niệm về gia đình văn hóa chính là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân. Biểu hiện thực hiện tốt bổn phận trách nhiệm của mình với gia đình, sống giản dị, không ham những thú vui thiếu lành mạnh, không sa vào tệ nạn xã hội. Ý nghĩa, gia đình thật sự là tổ ấm, nuôi dưỡng, giáo dục mỗi con người.
Gia đình có bình yên thì xã hội mới ổn định. Xây dựng gia đình văn hóa là góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ. Rèn luyện, chăm ngoan, học giỏi, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, thương yêu anh chị em, không đua đòi ăn chơi, không làm điều gì tổn hại đến danh dự gia đình. Đây chính là toàn bộ những kiến thức mà chúng ta học ở trong bài gia đình văn, xây dựng gia đình văn hóa. Và về nhà các bạn nhớ xem lại những kiến thức này để tuần sau chúng ta làm bài tập của cái bài này nha các bạn. Và khi mà mình học bài mới thì chúng ta cũng không quên ôn lại những bài cũ, để khi mà mình sắp thi học kỳ thì chúng ta sẽ không phải tốn quá nhiều công sức để mình học lại từ đầu những cái bài trước đó nữa. Và cô hy vọng rằng là qua mỗi bài học của chúng ta thì chúng ta có thể áp dụng những kiến thức này vào thực tiễn trong cuộc sống của mình, để hoàn thiện bản thân mình cũng như là cho mình một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi vậy thì về nhà nhớ xem bài giúp cô và ôn lại những bài cũ mà chúng ta học đã được học nha các bạn. Còn bây giờ thì cô sẽ kết thúc tiết học tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào những tiết học tuần sau.